ông sau đó đưa cả bốn đến một quán nước được cho là ngon nhất đảo vì cả đám là gà mờ nên richard muốn ông chủ cứ tính phí cho đắt nhưng giá của nó hoàn toàn đáng khi uống xong thì mọi vết thương cũng từ từ lành lại uống xong thì cả hội đòi uống thêm và tiền thì richard xin trả thay nhưng họ không biết mấy cái này đều là thủ đoạn của bọn thương gia như ổng ổng sau đó cũng đưa họ đi chợ tham quan ở chợ có rất đủ thứ đồ ma pháp có nơi bán đồ áo nên cả nhóm đã dừng lại mua đồ áo luôn Họ chọn được bộ ăn ý và Richard lại muốn ông chủ tiệm cứ tính phí đắt. Cả bọn còn định đi tham quan thêm thì Kiệt nhắc cả bọn nhớ mục đích chính nên Richard đã đưa họ đi đăng ký luôn. Lúc leo hết cả trăm bậc thang, cô Thỏ đã đọc lên một bài diễn thuyết về mục đích của toàn bộ thí sinh tham gia. Đọc hết thì nghi thức đăng ký mới bắt đầu. Ở đây cô Thỏ cho họ bốn cửa để đăng ký, chỉ cần qua được là sẽ đăng ký được. Mỗi cửa sẽ có một yêu cầu riêng, cửa một đòi tiền nên Stan qua được do HACH được từ tài khoản của mấy tên nhà giàu. Cửa hai thì ai đẹp là qua nên đo ra được vào và đưa cả kiệt vào chung. Miêu ô bị từ chối nên qua cửa ba để đo theo sức mạnh. Miêu ô cay lắm rồi nên dùng võ gấu đấm luôn máy đo. Richard cũng qua bằng cửa số 4 là đo theo danh vọng, ví dụ như quý tộc nhà giàu hay quan chức quốc gia. Kiểu vậy, Richard thì ta được biết ông ta là một tội phạm thuộc top 10 thế giới. Hiện thực tàn khốc là vậy nhưng với một triệu hồi sư mà không có một trong bốn yếu tố đó thì tốt nhất là nên từ bỏ. Sau đó cô Thỏ tuyên bố bắt đầu tuyển chọn là sẽ có 100 tầng và ai vượt qua được hết sẽ đoạt giải.